Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thương vụ lớn ở Mỹ. VinFast sắp sáp nhập với công ty Mỹ. Theo Reuters, trong hồ sơ công bố với cơ quan quản lý chứng khoán tại Mỹ, VinFast tuyên bố hoàn tất sáp nhập với BlackSpire Acquisition Co vào tháng 7. Mục tiêu hoàn thành trước ngày 20 tháng 7. Công ty hợp nhất có giá trị doanh nghiệp khoảng 27 tỷ USD. Định giá của VinFast dựa trên quyết định của BlackSpire. Công ty Mỹ cho rằng VinFast có thể so sánh với nhà sản xuất xe điện Lucid do sự tương đồng về quy mô doanh thu và thị trường mục tiêu toàn cầu chung. Hiện, họ đặt trọng tâm là doanh số bán hàng tại Mỹ trong thời gian ngắn. BlackSpire được thành lập bởi BlackSpire Capital. Đây là quỹ đang điều hành danh mục nhiều khoản đầu tư xuyên biên giới. Theo Reuters, VinFast phải đối mặt với sự cạnh tranh từ đối thủ mạnh do Tesla dẫn đầu. Hãng xe điện của Elon Musk đã và đang đưa ra thị trường hàng loạt mẫu xe điện mới trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy yếu. Trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông hồi tháng trước, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vingroup, cho biết VinFast có thể hòa vốn ngay khi kết thúc năm 2024. Người giàu nhất Việt Nam dự kiến bán được 50.000 xe trong năm nay, tăng gấp 7 lần so với năm 2022, khi công ty tăng cường xuất khẩu sang Bắc Mỹ và bắt đầu vào thị trường châu Âu.